Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhật Audio. Vừa mới hôm qua thôi, mình đã có một bài đánh giá rất là chi tiết về sản phẩm cục đẩy Power Omni đến từ thương hiệu là APA Model 2804. Thì hôm nay mình sẽ có một video test chi tiết về chất âm của sản phẩm này. Trước khi vào bài test thì mình sẽ nói sơ qua về thông số của sản phẩm. Con này thì chạy tổng cộng là 20 sò than, trong đó có 8 con lớn và 12 con nhỏ. Rồi mình cùng xem sơ qua về công suất của sản phẩm. Đây, công suất của nó là 80W trên một kênh nha các bạn. Tổng cộng mà nếu các bạn đánh cùng một lúc 4 kênh thì công suất của nó sẽ là 320W. Còn nếu bạn đánh 2 loa thôi thì công suất của nó sẽ là 160W trên một kênh. Với tổng công suất mà khi đánh 2 kênh thì cũng sẽ là 320W luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ test chất âm của con này. Mình sẽ đánh với 4 loa cùng một lúc. Đây là 4 loa mình sẽ đánh đến từ thương hiệu Mỹ nha các bạn. Đây mình quay cho các bạn xem. Đây là cặp loa sịt Queen Vega. Con này cặp loa 3 tấc và hai đường tiếng chép còi nha các bạn, với một cặp loa ở dưới là cặp loa EZ Savoy SB15 4 tấc và hai đường tiếng luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình bắt đầu kết nối đi chơi. Đây các bạn, đây là điều kiện test của mình, là phía trước là ngoài đường. Nó sẽ rất là ồn nè các bạn, nên mình sẽ mở loa to hơn so với mức bình thường. Còn nếu các bạn ở trong phòng kín thì có thể mở loa ở mức nhỏ hơn nha các bạn. Còn khoảng cách từ máy quay của mình với cặp loa là khoảng 1m cho các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm dây, rồi mời các bạn cùng thưởng thức chất âm của cục đẩy Power APA 2804.
Và hiện tại là Nhật Audio đang kinh doanh sản phẩm này với mức giá là 3.600.000 đồng và bao luôn tiền ship cho các bạn. Chưa hết, mình còn tặng cho các bạn đây là hai giác 6 ly nha các bạn. Hai cái giác này luôn nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì để lại một like, một share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những lần tới.